Bản 1.26 đã được cập nhật, mọi người bắt đầu cài nhánh tác hạng nhẹ mới của tiệm khắc chưa? Hãy cùng mình review chiếc T-Sat cấp 10 nhé. Không có sự thay đổi so với Common Test nên mình sẽ đi nhanh. Hỏa lực từ khẩu 57mm với cơ chế mới, hệ thống bắn liên thanh, hai dòng tô màu đỏ, sát thương mỗi giây và tốc độ bắn liên thanh. Có 75 viên trong một băng và lần lượt sát thương tổng cơ bản khi bắn xuyên hết kẻ địch với 3 loại đạn như sau: AB 900 sát thương, ABCR 675 sát thương và HE nổ mạnh 1800 sát thương, có thể kết liễu nhiều kẻ địch nếu chúng ta sử dụng sát đạn nổ. Còn đạn xuyên giáp thì cũng giặt dẹo khá khá đấy. Thời gian hoàn tất một băng 15 giây, đây là con số cân bằng. Nếu mà giảm xuống còn 10 giây thì chắc chắn là nó sẽ dí một tang hạng nhẹ và thêm một phát húc về gara ngay lập tức. Tiếp theo là độ phân tán lớn, thời gian ngắm nhanh. Nếu chúng ta giữ lì chuột để xả đạn liên tục, tầm ngắm to như cái mầm, còn nhấp nhà thì ok, nó sẽ hạn chế vỡ nhiều nhất. Với bảng so sánh này, T-Sat đang là tăng hạng nhẹ cấp 10 có sát thương trung bình mỗi phút tốt nhất game. Vì thế độ ẩn giấu đã phải cân bằng, chỉ hơn được chiếc Sheridan. Anh em hạn chế núp bụi hoặc đi dò mìn, chủ động chạy là tốt nhất. Tất nhiên có thể chờ kẻ địch ở một cái bụi an toàn nào đó. Vì T-Sat thuộc hệ chiến thiên về sát thương, mình sẽ có hai bộ thiết bị. Thứ nhất, đi soi chủ động. Thứ hai, ổn định nòng pháo và có linh hoạt để xông pha đúng lúc và yểm trợ đồng đội kịp thời. Không để anh em đợi lâu, hãy cùng mình triển khai chiến đấu trên tăng hạng nhẹ mới của tiệp khắc nào. Trận đấu ở bản đồ Tundra chủ yếu đánh cận chiến, mình đã chuyển sang bộ thiết bị thứ hai, sẵn sàng gây sát thương nhiều nhất lên kẻ địch. Có hai chiếc Batchat và một chiếc T-Sat, khá là căng đấy, khả năng cao họ sẽ chiếm đồi. Với tốc độ tối đa dao động khoảng hơn 70 km/h, mình sẽ chiếm được cái vùng đồi này trước chiếc Batchat. Có khá nhiều đồng đội sẽ đi cùng mình, hy vọng lên được sớm và sẵn sàng bắn xuống. Lên đồi thành công, không mất giọt máu nào. Đổ cây phía trước. Hai chiếc Batchat và 4 BBU. Chắc chắn rồi, Batchat 25 tấn mới được tăng thông số. Mình không dại gì phải đối đầu trực diện cả. Rút lui về vị trí an toàn. Pháo tự hành ném yểm trợ từ xa. Đây là một điều tốt khi mà hai chiếc Batchat bắt đầu cấn máu. Mình dụ thôi, để xem bọn họ có đi ra ăn mình không. Pháo tự hành có ném yểm trợ. Mình đang tìm cách đi lên. Nhấp chiếc 4 BBU một chút. Chiếc Batchat bên trái 27 máu. Mình lỡ tụt xuống mất rồi. Ngay lập tức lên lia một loạt đạn. Anh ta về gara. Vùng đồi có vẻ như an toàn. Mình sẽ quay trở lại. 4 BBU đang bị dí rất nhiều. Sẵn sàng có đạn để bắn. 152 máu. Anh ta rút lui và cũng thấy tháp pháo hướng về phía này. Mình sợ bắn mù nên đã lùi vào bên trong. Chỉ cần thêm khoảng 1 giây nữa thôi, anh ta sẽ về gara đấy. Sau khi khai hỏa mà không hề lộ hình, mình tiếp tục đi ra bụi cây để soi những kẻ địch xung quanh căn cứ. Nhìn thấy chiếc SRV-103B. Anh ta lùi sau bụi khá xa nên mình có khai hỏa. Không hề lộ. Tiếp theo là 4 BBU. Chạy làm sao được, cứ dưới 100 máu thì không cần đến 1 giây. Ái chà chà, pháo tự hành ở vị trí A4 dí mình nhá. Cứ chờ đấy. Mình đang kiểm tra vị trí của chiếc FV-4005. Sau khoảng 2 phút rưỡi chiến đấu, bọn mình đang có lợi thế rất lớn về người và về máu. Cánh 1-2 kẻ địch bắt đầu đấy. Mình sẽ trinh sát một chút xung quanh cái vùng nối này cho đồng đội để xem là chiếc Green Day có lộ hay là chiếc SRV-103B quay trở lại không. Tầm nhìn hiện tại không đạt tối đa nên việc trinh sát sẽ khá là khó khăn. M12 kẻ địch đã đẩy lên. Mình vẫn đang tìm cách để bắn chiếc FV-405. Pháo tự hành vừa ném ở vị trí A4A5. Đáng tiếc là không có tầm nhìn nên mình không soi đến. Đồng đội đang tìm cách để tấn công vị trí của chiếc ST2. Mình chờ ai đó lên tiếp quản cái bụi cây này thì mới rời khỏi. Có anh em nào không? K91 đã lên cả FV-405. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách để đi móc chiếc FV-405 bên địch. Đã chuyển sang đạn nổ, sẵn sàng gây cho anh ta 1800 sát thương nếu bắn xuyên hết. Sử dụng đường tắt, chạy xuống một cách an toàn. Đánh cược ở pha xử lý này, nếu FV-405 đang canh cánh 1-2
thì phía đằng sau tháp pháo sẽ quay về vị trí của mình. Cơ hội ngàn vàng để liên tục bắn xuyên bằng đạn nổ. Knock knock, có ai nhà không? Và FV105 đang xoay về kia. 1719 sát thương ạ. Quá đã. Quá là Pepsi, quá là Coca-Cola, quá robot. Tôi không còn điều gì để nói về con tê xác khi bắn đạn nổ. Chắc chắn không có một tăng hạng nhẹ nước khác nào làm được điều này. Ngay cả Sheridan sử dụng khẩu 152mm đi nữa thì cũng không thể nào bì được. Khả năng cao chiến thắng, mình sẵn sàng tấn công. Lao vào STRV. Cũng kiếm được khá máu. Chà xích kiểm trợ đồng đội. Chỉ với 5 phút chiến đấu mình đã bắn được 3.500 sát thương. Soi thì không nhiều. Trận này đội đánh cũng tốt. Nếu mà kỳ kèo mình có thể bắn được nhiều hơn. Cũng vừa chuyển sang nổ tính sang chiếc Rinne 15, nhưng đồng đội đã tiêu diệt. Quay sang bắn pháo tự hành bắt chát 58 thì không kịp, chưa nạp đạn xong. Đã đến lúc trời nghiêm túc. Bản Glacier, đối thủ Manticore và Ru 251 không sử dụng bộ thiết bị thiên về ổn định nòng pháo, chuyển sang trinh sát. Chắc chắn mình sẽ không đấu tầm nhìn và ẩn giấu với chiếc Manticore. Rất khó đấy, dễ bị anh ta soi thấy trước, thân hình to lớn trở thành biên tập bắn. Sẵn sàng đến vị trí soi chiến lược dành cho tăng hạng trung và tăng hạng nhẹ. G8. Ở đó sẽ có một cái dốc, anh em chơi thập thò, soi những cái vị trí bắn tỉa của kẻ địch ở nhà khá là hay. Mình giới thiệu cho anh em cũng phải tầm 4-5 video rồi. Nghe trên livestream mình cũng hay sử dụng. Anh em hãy lên thật là cao và có một cái cây đạp đổ xuống tạo thêm cao bò. Soi thấy chiếc FV ở khoảng cách 400m. Xả đạn. Nhẹ nhàng hút anh ta 400 máu. Bắn cũng thấm phết đấy nhở. Ủa, lạ vậy. Ông FV nghĩ mình ở dưới. Bao nhiêu viên đạn bắn từ phía trên không nhìn thấy vệt à. Buồn cười quá nhở. Chắc là anh chàng này đang mải lướt điện thoại. Từ từ nhá, mình bắn chiếc FV sau mà không hề bị lộ. Thế vậy thì Manticore ở đâu? Ru thì đã lên đồi. À, Manticore cũng chạy lên đồi theo. Như vậy là rất nhiều trinh sát bên địch đang ở cánh trên. Cơ hội tuyệt vời để đẩy cánh dưới. Có sen Exodic đã đi đâu? T-54 đi kèm. Nguy hiểm nha. Ru 251 vừa chuyển cánh. Mục tiêu FV405. Nhẹ nhàng giữ lì chuột. Hơn 500 sát thương. Cấu anh ta gần 1.000 máu được kìa. Tiếp tục đi ra. Soi thấy chiếc T-54E1. Đội bắn hiểm trợ rất nhiều. Mình sẽ nhường con đường này cho tăng hạng chung. Chạy xuống sử dụng con đường khác. Sao lại đứt xích thế? Cái dốc nó cũng thoải mà. Đang luồn lách để đi tấn công chiếc Ru 251. Cũng cần phải đề phòng chiếc FV còn máu. Ta hạng nhẹ bên địch vừa chạy ở phía dưới. Anh ta muốn đi trinh sát gần hơn. Mình sẽ chờ hết lộ hình và quay trở lại tấn công. Đi ra mấy chỗ hở bây giờ mình có thể về gara đấy. Liệu T-54 có yểm trợ mình? Xông thẳng vào bắn chiếc Ru. Anh ta còn hơn 1.000 máu. Tiếng súng nó đã gì đâu cơ chứ. Rút máu Ru cứ phải gọi là thấm. Thì anh em, con Ru nó còn hơn 100 máu thôi, vẫn để nó ra bắn đạn nổ tôi được hả? Mất 700 máu, khá là nhiều đấy. Mình sẽ chờ hết lộ hình và tiếp tục đi trinh sát ở cánh này. Hình như ông T-54 không mang cam bò. Một người chơi không tốt chăng? Tiếp tục soi thấy chiếc FV. Tốt, đồng đội yểm trợ thành công. Để lên soi căn cứ địch. Có chiếc T-55A đang chỉ ở dốc. Phía xa là Green Day 15. Có vẻ như cánh tàng nặng đã không thể chống cự được. Sắp thất thủ. Binh trong đồng đội hãy cẩn thận chiếc T-55A. Nếu chạy xuống anh ta sẽ soi thấy. Mình đi lên trên, tiếp tục trinh sát. Green Day 15 đang chạy về. Lia.
đứt xích phải không nhỉ? Đúng rồi. Nhấp, 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 em nhấp. Mình nhấp cũng hơi nhanh, nên chờ cho cái tâm nó thu thu một chút rồi hãng khai hỏa. Nhưng không sao, anh ta đã về gara. Đây là một lợi thế lớn. Q251 đồng đội mình lại chạy lên cánh này. Không ai trinh sát ở nhà cả. Mình phải quay trở lại ngay. Chờ chiếc 55A đi thấp xuống, sau đó mới đi qua. Trời ạ, bó tay. Tôi đi về thì ông Ru cũng thế. Chắc là mới nhận ra thủng cánh trên. Nhưng để cho an toàn, mình sẽ tự mình trinh sát, không phải chờ đồng đội. Chỉ còn 3 pháo trung tăng đang phòng thủ là SRV, Grenade 15 và T-30. Liệu mình có thể về kịp? Manticore bên địch đang ở vị trí E5. Phải đề phòng, cố gắng không để cho anh ta nhìn thấy. Vị trí mình sẽ tiếp cận chính là C7, có thể soi cánh trên. Phát hiện ra chiếc Conway ở vị trí D5. Đồng đội bắn điểm trợ. Cả chiếc xe 7 đi lên dốc. Hay quá đồng đội ơi. Đang hưởng rất nhiều thiệt hại hỗ trợ. Anh em bắn tốt quá. Có lợi thế ngay khi mình về vị trí này. Kẻ địch cánh 1-2 cũng đã rút lui, không dám tấn công. Mình có ý định chạy xuống để bóc chiếc Conway, nhưng anh ta đã về gara. IS-4 còn rất nhiều máu nên mình sẽ không dại gì mà chạy vào cánh đấy. Đang có ý định ra vùng trung tâm, dí chiếc Manticore. Nếu may mắn, mình chỉ cần một băng đạn và một phát đâm. Ru-251 đang tấn công vị trí của chiếc T-55A. Liệu đây có phải là sai lầm của đồng đội? Để cho chắc kèo, mình sẽ chạy gần hơn để yểm trợ. Ru-251 đang dụ chiếc T-55A chạy xuống. Cơ hội để xả đạn trăng. Yểm trợ thành công. STB-1 cũng đang chạy ra vùng trung tâm. Mình đã hiểu ý. Dí chiếc Manticore nào. Rất cảm ơn. Hai người ra hiệu cho nhau. Sẵn sàng tiêu diệt con mắt quan trọng bên địch. Còn chiếc Bát Chát 25 tấn ở trên đồi, không biết đã về chưa. Manticore. Grenade 15 ăn hôi nhanh thế. Quả đấy không cần bắn, mình ngồi xả đạn cũng về gara ấy mà. Chế hết lộ hình, mình sẽ chạy về và tiếp cận vùng đồi. Lên thôi anh em ơi, gấp đôi số người rồi. Có vẻ như Bát Chát 25 tấn không còn ở trên đồi chăng? Từ nãy giờ mình cứ ra vùng trung tâm mà không thấy anh ta bắn xuống. Đang giữ sai chiếc IS-4, bởi ở khoảng cách này, đạn vàng của mình khá là khó có thể bắn xuyên. Grenade 15 tự soi tự bắn, mình không hưởng thiệt hại hỗ trợ. Mở góc sang bên trái, tính bắt sai chiếc Hori 1 nếu chạy về. Không thấy anh ta. Grenade bắn hay phết nhờ. Hai phát xuyên liên tục chiếc IS-4. Ra hiệu cho đồng đội lên đồi chiếm. À, hóa ra là Bát Chát 25 tấn về phòng thủ. Mình cũng sẽ lên luôn và tận dụng con đường tắt ở vị trí B3, nhảy xuống móc chiếc Hori 1. Nếu mình nhớ không nhầm thì hai bên hông và đằng sau của chiếc Hori khá là yếu, chỉ xạ nổ cũng được. May quá, không đứt xích, không mất máu. STB-1 đang lao vào chiếc Hori. Anh ta vừa khai hóa. Đây là cơ hội tuyệt vời. Mình chuyển về đạn AB để chắc kèo bắn xuyên. Kẻ địch xoay về vị trí này nên mình chỉ ngắm vào xích. Anh ta đã sửa. Nhanh thế. Sao không đứt tiếp đi. Body 1 đuổi theo chiếc STB-1. Mình sẽ mở góc để dụ anh ta. Qua may là chiếc Hori không bắn. Anh ta quay xe và kênh lên tảng đá. Chờ STB-1 vào đánh lạc hướng. Cơ hội tuyệt vời.
quá đã, hơn 800 sát thương, trượt mấy viên thôi. Trận đấu kết thúc, gần 4.000 sát thương được gây ra và trinh sát khoảng 6.000 năm. Cho anh em xem nạn nhân FV405 bị mình tiêu diệt bằng đạn nổ. Chưa đầy 20 giây tính từ lúc xả băng đạn đầu tiên, 77 phát đạn bắn xuyên giáp, 1.850 sát thương tròn. Ở Glacier, mình kiếm được tổng sát thương hơn 10.000, hạng 1, 2 huy chương, điểm đội 1.120 kinh nghiệm gốc. Nếu trận này kỳ kèo lâu thì mình có thể bắn được thêm. Với cá nhân mình, T-Sac sẽ trở thành ta hạng nhẹ cấp 10 yêu thích nhất sau chiếc 1305. Tất nhiên nó cũng phải đòi hỏi xử lý cá nhân nhiều, ra vào hợp lý, đọc tình huống, phối hợp với đồng đội, trinh sát làm sao bắt được kẻ địch trước và chúng ta an toàn chạy về. Còn anh em muốn giải trí, bắn súng liên thanh gây sát thương nhiều lên kẻ địch thì có thể lên nhánh này, hãy chơi nó như một ta hạng trung hạng cấp và có độ xuyên không cao, nạp đạn một băng hơi lâu một chút. Và đó là suy nghĩ của mình về chiếc VZ71 T-Sac ta hạng nhẹ cấp 10 mới của Tiệp Khắc. Anh em thấy sao? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!